cả mọi người đang theo dõi kênh vlog của Mỹ Linh. Và hôm nay là sáng ngày 24 tháng 12 năm 2021, sáng Giáng sinh. Mỹ Linh vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội đến với Phú Quốc. Và tối nay và cũng như là tối mai thì sẽ có một concert. Và Mỹ Linh sẽ hát cùng với ban nhạc anh em, cùng với cả những ca sĩ khác như là Tùng Dương hay là Uyên Linh. Và Linh đang rất là mong chờ cho show diễn này, nóng lòng muốn tập luyện để cho show diễn này. Nhưng mà trước khi Mỹ Linh chào mọi người để đi tập thì muốn giới thiệu đến quý vị một người bạn của Linh cùng đi cùng trong chuyến bay ngày hôm nay. Một người phụ nữ có cả tâm, tài, trí và còn thêm cả sắc nữa. Chế là một người phụ nữ rất là giỏi giang, là chủ tịch của tập đoàn Hòa Bình, là tập đoàn chuyên kinh doanh những mặt hàng như là mỹ phẩm hay là các cái sản phẩm để phục vụ cho người phụ nữ để đẹp từ trong ra ngoài. Và hôm nay thì Huyền còn có rất là nhiều những cái điểm chung với Mỹ Linh, ví dụ như là một người phụ nữ thì yêu bản thân mình này, yêu gia đình này, yêu công việc và biết cân bằng giữa tất cả các cái yếu tố đó để mà có được một cái cuộc sống nó trọn vẹn. Bây giờ thì xin nhường lại lời cho cô gái tên Huyền. Em cảm ơn chị Mỹ Linh rất là nhiều. Xin chào cả nhà, mình là Nguyễn Huyền, chủ tịch của Hòa Bình Group, đơn vị đại diện độc quyền của thương hiệu Elali tại Việt Nam. Ngày hôm nay thì mình vô cùng là vui mừng khi mà được đồng hành cùng với cả chị Mỹ Linh trong một cái dịp rất là đặc biệt như thế này, tại một nơi rất là xinh đẹp, đó là Phú Quốc, đúng nào? Và các bạn hãy đi chờ nhé, mình và chị Mỹ Linh sẽ có những cái dự án hợp tác cùng nhau, cũng như là hai chị em sẽ chia sẻ rất là nhiều những cái quan điểm về làm đẹp, về chăm sóc sức khỏe. Cảm ơn các bạn. Và mình cũng xin tiết lộ với những người bạn đang theo dõi vlog của Mỹ Linh là Huyền có đến Phú Quốc và mang theo một món quà bí mật gửi tặng Mỹ Linh. Và trước khi bật mí xem món quà bí mật đấy là cái gì thì các bạn hãy cùng chờ đón theo dõi các cái tập tiếp theo của vlog Mỹ Linh nhá. Và hôm nay thì thôi cũng đã muộn rồi để trả Huyền về gia đình của nàng. Và Mỹ Linh cũng chạy đến chỗ để tập với Tùng Dương và Uyên Linh cùng với ban nhạc anh em. Xin hẹn gặp lại. Và Mỹ Linh vừa mới đến khu biệt thự của tụi mình thuê để ở nghỉ tại đây trong mấy ngày lưu diễn chương trình Noel này. Và bây giờ thì nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị đi ăn trưa và sẽ ra sân khấu để bắt đầu tập với ban nhạc. Hoàn thành phần trang điểm và chuẩn bị ra sân khấu.
Cách đây hơn một tiếng thì mới kết thúc cái phần tập, tại vì hôm nay cũng bay vào hơi muộn và nhiều cái trục trặc về điện này kia nên là mãi mới được tập. Và đáng lẽ là trong cái chương trình hôm nay là một đêm nhạc Giáng sinh thì Mỹ Linh sẽ hát cùng với cả hai ca sĩ là Tùng Dương và Uyên Linh, nhưng mà vì một lý do đặc biệt thì cuối cùng Tùng Dương lại chẳng tham gia được, thế nên là Mỹ Linh và Uyên Linh lại có cơ hội để tập thêm những bài hát mới với nhau. Ngoài ra thì đêm hôm nay ngoài những bài hát Giáng sinh hát cùng với ban nhạc anh em của ca sĩ Uyên Linh thì Mỹ Linh sẽ hát hai ca khúc để tưởng nhớ cố nhạc sĩ Phú Quang, đó là Em ơi Hà Nội phố và Lãng đãng chiều đông Hà Nội. Thực ra đối với cả những người nghệ sĩ, ca sĩ như mình thì đã từ rất là lâu không được cầm mic, không được gặp gỡ khán giả của mình một cách trực tiếp. Thì bắt đầu từ tháng 12 này mình bắt đầu mới được gặp gỡ mọi người nên là mình rất là vui. Mình đang rất là hồi hộp, mong ra sân khấu sớm để mà mang giọng hát của mình cũng nhớ mọi người, nhớ sân khấu và nhớ mọi thứ về sân khấu. Tí nữa chắc chắn hôm nay sẽ là một đêm diễn rất là ấn tượng và đặc biệt. Cái màn gọi là luyện lại cái hơi của mình để cho nó thông suốt từ trên xuống dưới và nó... Chúng ta là hậu đài, ca sĩ bao giờ cũng đứng cùng với cả hậu trường nên là đứng ở đằng sau. Thì Mỹ Linh bao giờ cũng phải có một 15 phút để luyện tập. Nếu mà có nhiều thời gian hơn thì Linh sẽ luyện 30 phút. Trong đó có 15 phút là luyện để cho cái cơ thể mình nó giãn ra. Tất cả các cái cơ nó giãn ra. Đấy. Các cái khớp, các cái cơ đều giãn ra. Còn cái sau đó thì là Linh sẽ luyện để cho giọng mình nó luồn nhất có thể, để cho khi ra sân khấu thì mình không còn phải nghĩ đến kỹ thuật nữa, chỉ hát một cách thoải mái nhất mà thôi. Bây giờ thì Linh ra sân khấu đây, đeo y nghiêm ạ. Chào đón phần biểu diễn của ca sĩ Uyên Linh và ca sĩ Mỹ Linh. Chuyện là thế sao em lại khóc, tôi yêu anh mà thôi. Kết thúc đêm diễn đầu tiên, đêm 24 và còn một đêm mai nữa, một chương trình ca nhạc Giáng sinh. Thực sự là hôm nay cũng là ngày đầu tiên Mỹ Linh hát ở nhà hát tại Phú Quốc ở đây và cảm thấy rất là xúc động, có nhiều niềm xúc động vì lần đầu tiên được hát ở tại một nhà hát long lanh đẹp như thế này. Cái thứ hai là đứng đằng sau mình là cả một ban nhạc và những người thân yêu. Cái thứ ba là hát lại những bài hát cũ, ví dụ như hai bài hát của nhạc sĩ Phú Quang, bài Lãng đãng chiều đông Hà Nội và bài Em ơi Hà Nội phố, rất là xúc động để tưởng nhớ cố nhạc sĩ Phú Quang. Và hôm nay Mỹ Linh cũng muốn dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị khán giả, những người đang theo dõi vlog này của Mỹ Linh. Mong rằng chúng ta sẽ luôn mạnh khỏe cả thân tâm và trí, và luôn đẹp nữa.
để chúng ta mỗi ngày sẽ đón những ngày mới thật là tươi vui.